Đức chuyển một phần tư số hệ thống phòng không Patriot của nước này cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistiri hôm 13 tháng 6 cho biết, chúng tôi sẽ chuyển hệ thống Patriot thứ ba cho Ukraine. Như vậy, Đức sẽ cung cấp tổng cộng ba hệ thống Patriot cho Ukraine. Số lượng Patriot được chuyển giao đã chiếm một phần tư số hệ thống phòng không Patriot của chúng tôi. Chúng tôi không thể chuyển thêm nữa. Bây giờ, việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine thuộc về các đối tác khác. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức nhấn mạnh, Berlin đưa ra sáng kiến tăng cường phòng không cho Ukraine và sáng kiến này đã đạt được một số thành công nhưng vẫn cần cải thiện thêm. Theo ông Boris Pistorius, Đức đã đào tạo binh sĩ Ukraine vận hành Patriot và chuyển giao tên lửa cho hệ thống này. 32 tên lửa như vậy đã được Berlin chuyển giao gần đây và 68 tên lửa khác sẽ được giao trong những tuần tới quan chức này khẳng định, các đối tác tiếp tục tìm kiếm mọi cơ hội để tăng cường sản xuất Patriot. Tuy nhiên, vấn đề là việc sản xuất và giao hàng sẽ mất nhiều thời gian. Tổng thống Volodymyr Zelensky, trong một tuyên bố vào tháng trước, cho biết Ukraine cần ít nhất hai hệ thống Patriot để bảo vệ Kharkiv và 25 hệ thống Patriot để bao phủ toàn bộ lãnh thổ. Patriot là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất của quân đội Mỹ. Trong đó, Patriot Advanced Capability 3, PAC-3, là hệ thống phòng thủ tên lửa được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai. Ở thời điểm hiện tại, tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tiền diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu. Tên lửa Park 3 MSE có chiều dài 5,21 m trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay mạch 5.